vựng có liên quan đến chủ đề và cần dùng để nói về chủ đề này thì chúng ta sẽ nói gì? Vậy thì trong phần bài nói của mình, các bạn có thể dùng những cụm như sau. To enhance your memory, để tăng cường và củng cố trí nhớ. Brain or intellectual games, trò chơi trí tuệ. Excitement, sự hứng khởi. Family gathering, cái hoạt động tụ tập hoặc là quây quần gia đình. Opponent, đối thủ. Thế còn những đề nói mà có liên quan đến chủ đề games, khi bạn bước vào phòng thi thì bạn có thể gặp những cái câu hỏi gì? Vậy với chủ đề này thì các bạn có thể sẽ gặp những cái câu hỏi như sau. Các bạn hãy nghe kỹ câu hỏi để không bị hiểu nhầm ý của giám khảo trong phòng thi nhé. Describe the most common type of game or sports played in your country. Describe an indoor game that you enjoyed as a child. Talk about an outdoor activity you have. Describe a game or sports you often play. Talk about the national sport or game in your country. Và bây giờ Nguyệt Ca sẽ giới thiệu với các bạn một đề thi IELTS Speaking Part 2 mà có liên quan tới chủ đề về games nhé. Và các bạn hãy đọc kỹ đề sau xem chúng ta, nếu vào phòng thi mà gặp đề này chúng ta sẽ trả lời như thế nào. Describe an indoor game that you enjoyed as a child. You should say what the game was, where you played it, who played this game with you, and why you liked it. Vậy đề bài này yêu cầu các bạn phải nói về một trò chơi trong nhà mà bạn yêu thích khi bạn còn nhỏ. Các bạn nhớ nhé, khi còn nhỏ, as a child, tức là dưới 12 tuổi. Và bạn cần gọi tên trò chơi, nói xem bạn chơi ở đâu, chơi với ai và vì sao lại thích trò chơi này. Hoàn toàn không khó, đúng không nào? Và không biết là các bạn đã tự xây dựng một cái bài nói riêng cho mình và đã tự lẩm nhẩm trong đầu chưa? Hy vọng là các bạn đã có một cái sự chuẩn bị rồi. Và sau đây thì Nguyệt Ca sẽ giới thiệu một phần trả lời gợi ý cho thẻ chủ đề này. Và các bạn hãy cùng tham khảo xem chúng ta học được cụm từ gì hay, hay là cấu trúc gì hay, hay là cách diễn đạt gì thú vị mà chúng ta có thể áp dụng vào bài thi của mình nhé. Bạn thí sinh này nói về trò chơi truyền thống mà hầu như ai trong chúng ta cũng chơi lúc nhỏ. Các bạn thử đoán xem. Yeah, đó chính là trò hide and seek, trốn tìm. Rất đơn giản đúng không? Chẳng cần đạo cụ gì cả, chỉ cần có ít nhất là hai người chơi là có thể một người trốn và một người tìm rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem. I'd like to talk about one of the old and popular children's games, mostly known as hide and seek. In this game, one player closes his or her eyes for a period, often counting to 100, while the other players hide. The seeker then opens his eyes and tries to find the hiders. The first one found is the next seeker, and the last is the winner of the round. I used to play it when I was a child, mostly when we went to my grandpa's house, as we all gathered there at weekend as kind of hanging out, and all my cousins who were at my age liked to play this game. As that house was big enough to place us all, and we had enough room to hide. I remember that I won many times, as I was small, tiny, and could easily go into the wardrobe so that no one could see me. There was a wardrobe, in fact, that had a shelf in high position where I used to hide there, then run back quickly to home base, and that made me winner. Các bạn thấy bài nói này như thế nào? Rất là thú vị đúng không? Trong bài nói này các bạn hãy chú ý tới động từ gather là quây quần, sum họp. Ở nhà các bạn hãy thử nói về đề tài tương tự như là bạn thí sinh này và hãy tự xây dựng cho mình một bài nói và đứng trước gương để luyện tập cái bài nói đó sao cho trôi chảy nhất có thể nhé. Hãy chọn một trò chơi khác và có thể nói về trò chơi đó
với đầy đủ các nội dung theo yêu cầu, không nhất thiết phải là hide and seek đúng không nào? Như vậy là Nguyệt Ca vừa mới giới thiệu với các bạn về phần thi IELTS Speaking Part 2 với thẻ chủ đề về một cái chủ đề mới ngày hôm nay, đó chính là chủ đề Games, Favorite Games. Và khi gặp chủ đề này thì các bạn hãy nhớ lại những gì mà Nguyệt Ca đã trình bày ngày hôm nay nhé. Chắc chắn là các bạn sẽ có một phần thi như ý. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye and see ya.